Neymar đã quyết định rời PSG sau 6 năm gắn bó để chuyển sang khoa áo Al Hilal theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tại đây, tiểu Pele nhận được mức lương gấp 4 lần so với khi còn ở PSG. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil khẳng định rằng lý do chuyển sang Brazil thi đấu không phải vì tiền. Anh chia sẻ, tôi đã đạt được rất nhiều điều ở châu Âu và tận hưởng quãng thời gian đặc biệt, nhưng tôi luôn muốn trở thành cầu thủ toàn cầu. Tôi muốn được thử sức mình với những thử thách và cơ hội mới ở những nơi mới. Tôi muốn viết nên lịch sử thể thao mới. Giải vô địch Ả Rập Xê Út có rất nhiều cầu thủ chất lượng và có nguồn năng lượng to lớn. Tôi đã nghe rất nhiều và theo dõi một danh sách dài các cầu thủ Brazil thi đấu tại đây trong những năm qua. Tôi tin rằng mình muốn thi đấu tại đây. Al Hilal là câu lạc bộ khổng lồ với những người hâm mộ tuyệt vời. Đó là câu lạc bộ tốt nhất châu Á. Điều này mang tới cho tôi cảm giác là mình đã có quyết định đúng đắn. Tôi thích chiến thắng và ghi bàn. Tôi sẽ tiếp tục làm điều đó ở Ả Rập Xê Út và Al Hilal. Mặc dù vậy, cựu tiền đạo của Barcelona và Al Hilal Jonathan Soriano lại lên tiếng chỉ trích tiền đạo của đội tuyển Brazil chỉ là màu. Thực chất anh bị vật chất Ả Rập cám dỗ. Neymar có đủ phẩm chất để dẫn dắt một đội bóng hướng tới chức vô địch Champions League. Nhưng tôi tin rằng cậu ấy đã bỏ cuộc. Khi mà Messi và Ronaldo không còn thi đấu đỉnh cao ở châu Âu, Neymar có thể trở thành ngôi sao rực rỡ cùng Mbappe và Haaland. Thế nhưng cuối cùng thì Neymar đã chọn tới nơi mang cho cậu ấy nhiều tiền hơn. Thực ra thì Neymar vì cái gì thì chúng ta cũng không có quyền chê trách anh. Chỉ là cảm thấy tiếc nuối vì đáng ra sự nghiệp của anh phải rực rỡ hơn với tiềm năng khổng lồ như thế. Nhưng nếu nhìn vào những đặc quyền mà tiền đạo này nhận được ở Al Hilal thì thôi, dưỡng già sớm tí cũng được. Ngoài mức lương 200 triệu USD, Neymar còn nhận khoảng 90 triệu USD thường cho một chiến thắng cùng Al Hilal và hơn 500.000 USD cho mỗi bài đăng quảng bá cho Ả Rập Xê Út theo yêu cầu trên mạng xã hội. Ngôi sao người Brazil có hơn 62,5 triệu người theo dõi trên X, tên gọi mới của mạng xã hội Twitter, và 212 triệu người theo dõi trên Instagram. Nói không quá, việc Neymar viết một dòng ngắn thì cũng bằng nhiều cầu thủ tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út đá bóng cả năm. Thứ hai, các tiện ích phục vụ cuộc sống của anh. Tiền đạo 31 tuổi và bạn gái đang mang thai Bruna Biancardi sẽ ở trong dinh thự xa hoa với nhóm quản gia và nhân viên phục vụ có sẵn. Việc Neymar và Biancardi sống chung mà không cần đăng ký kết hôn cũng là một đặc quyền tương tự như Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez. Dù về mặt nguyên tắc này, Ả Rập Xê Út là vi phạm luật. Theo truyền thông Anh, hợp đồng này cũng quy định Al Hilal cung cấp cho Neymar 8 siêu xe. 3 trong số đó là Bentley Continental GP, Aston Martin DBX và Lamborghini Huracan cho anh. 5 chiếc còn lại trong đoàn tùy tùng của Neymar gồm 4 chiếc Mercedes G-Wagon và 1 chiếc Mercedes. Tiền đạo người Brazil yêu cầu tài xế luôn sẵn sàng phục vụ anh, bạn bè và gia đình suốt ngày đêm trong năm. Dinh thự của tiền đạo 31 tuổi sẽ có 3 phòng sông hơi khô, với 5 người phục vụ giúp việc toàn thời gian, gồm 1 đầu bếp phụ để giúp đầu bếp riêng của Neymar từ Brazil và 2 người phụ trách dọn dẹp. Al Hilal còn cung cấp chuyên cơ để đưa đón Neymar. Mọi chi phí lưu trú tại khách sạn, nhà hàng và những thành phố mà tiền đạo này có thể đến vào những ngày nghỉ đều do chủ sở hữu câu lạc bộ chi trả. Người đại diện của Neymar cũng cài các điều khoản về những gì mà tiền đạo Brazil sẽ phải làm và không bắt buộc phải làm trong suốt thời hạn của hợp đồng 2 năm. Cuộc thảo luận tương tự đã diễn ra khi Ronaldo chuyển tới Al Nassr. Hợp đồng của cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là có nhiều điều khoản xung quanh quyền hình ảnh và các cam kết quảng cáo. Theo Sun Sport, Al Hilal chi hàng triệu USD để mời các chuyên gia từng làm việc trong các sự kiện lớn như lễ khai mạc Olympic và World Cup để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt của Neymar tại Riyadh. Khán đài 60.000 chỗ ngồi sẽ chật cứng, tương tự như ngày Karim Benzema cùng danh hiệu quả bóng vàng ra mắt tại Al Ittihad, đồng thời sẽ thu hút hàng triệu người xem trực tuyến. So sánh với Ronaldo thì Neymar tuy có mức lương ngang bằng, nhưng các điều khoản hợp đồng lại khủng khiếp hơn nhiều. Điều này cũng không khó hiểu, bởi CR7 khi ấy đang rơi vào tình trạng khó kiếm được bến đỗ mới. Các đội bóng ở châu Âu khi ấy đều từ chối nhận CR7 vì mức lương quá cao và tính cách có phần khó kiểm soát. Về phần Neymar, anh trẻ hơn và được nhiều đội bóng theo đuổi hơn. Do đó tiền đạo người Brazil dễ dàng có được những đòi hỏi hơn trên bàn đàm phán. Thực sự trong 2 năm tới tại Al Hilal, Neymar chẳng khác nào ông hoàng. Cuộc sống sang chảnh này, có lẽ các tỷ phú mới có. Việc Neymar cần làm lúc này là anh phải chứng tỏ mình xứng đáng với sự hậu đãi từ Al Hilal. Nhưng xét về mặt thương mại và tầm ảnh hưởng, Neymar đã phần nào cho thấy anh xứng đáng với những gì mà Al Hilal bỏ ra. Trong quá trình hoàn tất hợp đồng với câu lạc bộ Al Hilal, Neymar đã giúp đội bóng mới bán 10.000 chiếc áo đấu có áo số 10 tên anh trong vòng có 7 giờ đồng hồ. Theo L'Equipe, một nhân viên từ cửa hàng chính thức của câu lạc bộ Al Hilal ở Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út đã xác nhận điều này. Ngay sau thông báo chính thức về vụ chuyển nhượng của Neymar đến Al Hilal, số lượng người đặt mua áo Neymar trên các trang web trực tuyến tăng chóng mặt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều đó. Nhân viên cửa hàng câu lạc bộ Al Hilal cho biết,
Đồng thời cũng cho biết thêm, những áo đấu có tên Neymar tại các quầy hàng nhanh chóng bán hết chỉ trong vòng có vài phút. Thực ra thì việc đòi hỏi đặc quyền ở những nơi đặt chân đến là sở trường của Neymar và cha của anh, đồng thời là người đại diện. Ngày mới đến PSG thì báo chí tiết lộ, Neymar đã yêu cầu đội bóng nước Pháp phải tuân theo một loạt những yêu cầu mà anh đưa ra. Cho đến mùa hè năm 2018, trước khi rời PSG, huấn luyện viên Unai Emery đã không ngần ngại tiết lộ những góc khuất tại sân công viên các hoàng tử. Trong đó Neymar là nhân vật chính, được trao 6 đặc quyền không tưởng. Theo tôi nhận thấy, Neymar là thủ lĩnh ở PSG và cậu ấy đến đây để trở thành như vậy. Ở Man City, huấn luyện viên Pep Guardiola là người chịu trách nhiệm chính. Còn tại PSG, Neymar là người như vậy. Chia sẻ này của ông Unai Emery chẳng khác nào khẳng định Neymar vượt quyền huấn luyện viên tại PSG. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến ông quyết định ra đi. Ngay sau khi huấn luyện viên Unai Emery chia sẻ về vấn đề nêu trên, nhật báo L'Equipe lập tức tiết lộ 6 đặc quyền của Neymar tại PSG. Đầu tiên là trong tập luyện, chỉ Neymar được đảm bảo an toàn, các đồng đội không được va chạm mạnh với siêu sao Brazil. Thứ hai là trong các trận đấu chính thức của PSG, Neymar chỉ cần chuyên tâm tấn công và không cần lùi về hỗ trợ phòng ngự. Thứ ba là Neymar được chăm sóc đặc biệt, riêng anh có 2 bác sĩ trị liệu riêng. Thứ tư là Neymar không phải dùng các sản phẩm của câu lạc bộ, anh có quyền dùng các vật phẩm in logo cá nhân. Đặc quyền thứ 5 của Neymar tại PSG là quyền đá phạt đền. Anh mặc định đảm nhiệm công việc này khi có mặt trên sân. Đặc quyền cuối cùng của Neymar được tờ L'Equipe tiết lộ mới thực sự sốc. Đó là siêu sao người Brazil có quyền chọn trận thi đấu. Nếu không thích ra sân trận nào đó, Neymar chỉ cần viện cớ để xin nghỉ, là mọi chuyện đều được thu xếp ổn thỏa. Với 6 đặc quyền nêu trên, có lẽ ngay cả huấn luyện viên cũng khó có thể sử dụng Neymar theo ý muốn của mình. Phong cách sống, phong cách chơi bóng là điều nhiều người không thích ở Neymar, nhưng nó lại làm cho anh trở thành độc nhất.